sáng giờ chả có khách nào này, chết đói mất thôi. Ai xe ôm không? Anh Quang ơi, anh Quang, có chuyện rồi anh Quang ạ. Có chuyện gì đấy? Đứa nào bắt nạt em à? Không phải anh ạ, chuyện khác cơ. Thế thì bình tĩnh mà nói. Anh đã bảo em rồi, giữa cái cuộc sống bộn bề như thế này á, mình mà không bình tĩnh á, là mình đánh mất mình luôn đấy. Anh thôi đi, chị Tuyết đang bắt em dẫn anh về ra mắt đấy. Cái gì? Ra mắt á? Anh làm sao đấy, phải bình tĩnh chứ. Nhưng mà em vừa nói cái gì cơ? Cái câu trước ấy. Anh làm sao nhở? Về ra mắt chị vợ thôi, có cái gì đâu mà phải phản ứng ghê đấy. Nhưng mà đấy là chị Tuyết đấy, mình nghe thôi anh đã sợ rồi. Bây giờ mà về gặp chắc anh chết. Chán anh thật đấy. Thế anh không định cưới em à? Cưới thì đương nhiên là phải cưới rồi, nhưng mà nhất định phải về gặp chị Tuyết à? Ui, thôi thế thì chết. Chị Tuyết biết anh chạy xe ôm, chắc gì đã chịu gả em cho anh. Thế nên em mới đến báo cho anh đây. Bọn mình phải chuẩn bị thật kỹ. Chị phải chuẩn bị như thế nào bây giờ? Chị Tuyết ơi, chị có trong nhà không chị Tuyết ơi? Mày mù à? Chị em nhìn thấy. Có chuyện gì? Lại đem biếu trứng à? Dạ vâng, em có chục trứng biếu chị. Để đấy xuống lượn đây. Sao? Chuyện gì nữa? Em nghe nói vợ em sắp về đúng không chị? Tiếc dư mày, mày vừa thở ra câu gì đấy hả? Hả? Em nhắc mày, vợ tương lai của em ạ. Tương lai? Mày không có cửa đâu. Chị nói thế nào? 4 năm nay tuần nào em biếu chị chục trứng, chẳng nhẽ chị không gả thẳng cho em? Em gái tao ạ, nó là lá ngọc cành vàng, lại là đứa có học thức cao nhất làng. Đấy, mày nhìn xem, cả cái làng mình bao nhiêu năm nay có mỗi mình nó đỗ đại học. Mày nghĩ tao sẽ gả nó cho mày à? Mơ à? Chị không gả cho em sao chị nhận trứng nhiều thế? Mày cho thì tội gì tao không lấy, tao có bị ngu đâu. Em gái chị không đến nỗi. Thế nhưng mà chị nhìn ở cái làng này xem, có cái thằng nào nó hơn được em không? Thế nhưng mà mày nhiều mực quá. Chị cứ nói thừa, em không nhiều mực làm sao cầm đầu được cái đám thanh niên làng ở đây được. Chị nói thế nói. Thôi, mày không phải trình bày nhiều, lượn đi. Em gái tao ạ, giờ nó đang yêu một thằng làm giám đốc rồi. Mà tao cũng chấm thằng đấy làm em rể rồi. Cái gì? Chị nói cái gì cơ? Tao nói là tao có em rể rồi, mày không có cửa đâu, đi về đi. Chị tham phú phụ bẩn ấy. À, tiếc dư cái thằng này, mày ăn nó cho cẩn thận nhá. Không á, tao cạo hết hình xăm của mày đi đấy. Chả thế thì không à? 4 năm nay chị nhận bao nhiêu trứng của thằng em, thế mà đùng một cái đấy, thì gả em gái cho thằng khác. Chị không những tham phú phụ bẩn mà lại còn vô ơn đấy. Sao tao điên mày thế nhở? Em gái tao, tao thích gả cho thằng nào thì tao gả, việc của mày à? Thế là nhất định chị không gả em gái cho thằng này đúng không? Đúng. Mày định làm gì? Thằng này không cho nữa, đi về. Không cho thì thôi, tao sắp có em rể làm giám đốc rồi. Lúc đấy á, tao thích ăn sơn hào hải vị gì chả được. Cần test gì chụp trứng của mày. Ơ kìa, mấy triệu một bộ quần áo, anh em mặc cái kiểu gì đấy? Mệt bỏ bố ra, hơi đâu mà để ý quần áo nữa. Được rồi, anh ngồi nghỉ một tí đi. Cảm ơn em nhé. Mệt quá. Chồng. Đàn ông gì mà yếu đuối. Yếu đuối cái gì? Tại nhà em xa thì có. Thôi được rồi, anh cố lên, còn một đoạn nữa là đến thôi. Thì cũng chỉ biết cố gắng thôi. Đi. Ôi, anh Lam ơi, không xong rồi anh Lam ơi. Chuyện gì? Đám thanh niên là khác lại sang gây sự à? Không, không phải anh ạ, mà là Thảo và. Thế thì lại chả hay quá, không xong cái gì cái thằng. Khoan anh ơi. Cái gì mày thả tao ra đi, tao đi tìm tình yêu của tao. Nhưng mà nó không đi một mình, mà nó đi cùng một thằng khác nữa, ăn mặc bảnh bao lắm. Anh sao thế? Đừng bảo là chết đứng rồi nhá. Ăn mặc bảnh bao à? Khả năng nó là cái thằng giám đốc mà bà Tuyết nói đến. Chắc chắn là nó rồi.
Mà em thấy nó không chỉ giàu hơn anh đâu, nó còn đẹp trai hơn anh nữa. Đặc biệt ấy là mực, nó không mực. Mày cơ mực. Mày có biết là nhờ những cái vết mực này thanh niên làng khác không dám sang đây tán gái không? Mà kiếp, tưởng bà Tuyết nói đùa, hóa ra là thật à? Đúng là công anh bắt tép nuôi cò, cò ăn cò béo, cò giò lên cây. Chả... Cái thiệt sự ấy. Mày làm đàn em của tao kiểu gì ấy à? Thế anh bảo em phải làm gì bây giờ? Tao không thể nói trộn cái cục tức, à, cục tức này được. Đợi em với. Thằng kia, mày có đúng là giám đốc không đấy? Sao tao nhìn mày, tao cứ thấy nó hiền hiền thế nào ấy. Em là giám đốc thật mà. Chị Tuyết ơi, chị Tuyết, chị cứ nhìn anh Quang như thế á, bảo sao anh ấy chả sợ? Tao tưởng giám đốc phải thế nào, chứ giám đốc vừa hèn vừa nhát như mày á, thì thua sao mấy thằng thanh niên ở làng tao? Tại chị khó quá, nên anh Quang mới thế chứ. Ô hay, tao chỉ đang tìm hiểu, quan sát và nghiên cứu em rể tương lai của tao thôi, chứ làm gì mà khó. Mày ấy, tao nuôi mày từ nhỏ tới lớn, không phải để mày đi bênh người ngoài đâu nhá. Chị ạ, anh Quang là chồng của em, có phải người ngoài đâu mà chị nói như thế. Thôi được rồi, thằng giám đốc kia, nhà mày ở đâu, bố mẹ còn hay mất? Thì nhà anh... Mày ngồi im, thằng này nó có mồm, chứ nó có bị câm đâu, mà mày phải trả lời theo nó. Dạ, em ở thành phố, nhà em bố mẹ mất cả rồi ạ. Hóa ra là cùng hoàn cảnh à. Bố mẹ mất sớm mà mày tạo dựng được cơ nghiệp như thế là cũng khá đấy. Chứ còn gì nữa. Mà thôi, chị nhanh nhanh đồng ý cái chuyện cưới xin của bọn em đi. Cưới xin á, nó là chuyện cả đời. Hơn nữa, mày lại là đứa có học thức nhất làng. Tao phải cân nhắc xem tổ chức thế nào cho nó hoành tráng. Vội vàng làm sao được. Thế nhưng mà giờ người ta chỉ cần tổ chức đơn giản thôi cũng được mà chị. Đất có lề, quê có thói. Cái làng này bao đời nay vẫn vậy. Cưới xin á, là phải ăn uống tẹt ca, chơi bời nhảy múa đủ 3 ngày. Mày là đứa thành đạt, lại lấy chồng giàu sang. Tao đang cân nhắc, có khi ạ, phải làm hẳn 30 ngày cho nó hoành tráng. Chị nói cái gì? 30 ngày á? Đúng, tao phải cho cả cái làng này biết nhà mình nó danh giá như thế nào. Chị hâm vừa thôi, ăn 3 ngày đã chết rồi, huống chi là 30 ngày. Ơ, thằng người yêu mày đã là giám đốc mà, mày sợ cái gì? Đúng không em rể? Vâng, đúng. Chị biết là thế, thế nhưng mà chị biết đấy, người kinh doanh có bao giờ để tiền nằm im một chỗ đâu. Đúng. Cưới xin nó là việc trọng đại, tiền không dùng vào việc này thì dùng vào việc gì? Mà thôi, quyết định thế đi, tao đi sang với bà hàng xóm chơi, chúng mày ở nhà mà tâm sự. Ôi trời, 30 ngày là hết bao nhiêu tiền hả em? Làng này nếu mà có đám cưới thì cả làng kéo nhau đến ăn. 3 ngày đã hết gần 100 triệu rồi. Đấy, anh thử tính xem 30 ngày là bao nhiêu tiền? Cái gì hả? Tận 100 triệu. Thế thôi, anh đi về đây. Anh không cưới em nữa đâu. Anh nói cái gì đấy? Anh đi về. Chưa lấy đâu ra từng lấy tiền mà tổ chức đám cưới. Anh cứ bình tĩnh xem nào. Chưa gì đã cuống hết cả lên rồi. Tất cả là tại em đấy. Ai bảo em PR anh lên làm giám đốc thì làm cái gì chứ? Thế anh nghĩ nếu như không làm như thế á, thì chị Tuyết cho em cưới anh đấy. Thôi, ngồi xuống để tìm cách giải quyết. Ôi dồi ôi, thế thì lại phải cố gắng. Anh Quang ơi, anh chịu khó ra đầu làng thuê nhà nghỉ mà ngủ nhá. Xe đạp bên này, anh cầm lấy, có cái mà còn đi lại. Nhà em thì rõ là rộng, thế mà không cho anh ở, lại bắt anh ra nhà nghỉ. Thì chị Tuyết khó tính thế nào, anh cũng biết rồi còn gì. Thôi, anh chịu khó tí đi. Ôi dồi ôi, bao nhiêu tiền, em bảo chịu khó kiểu gì đây? Chị Tuyết chị nói thế thôi, chắc gì chị đã tổ chức 30 ngày mà anh cứ kêu mãi. Ôi dồi ôi, kể cả 3 ngày cũng mất cả 100 triệu đấy. Anh nói như thế, có nghĩa là em không đáng để anh bỏ ra 100 triệu à? Anh cầm lấy xe đi, đi đi, tối nhớ về nhà em ăn cơm đấy, rạch hết cả ruột. Kìa, cứ làm như mình là giám đốc thật không bằng ấy, kiếm đâu ra 100 triệu bây giờ. Này, chúng mày định làm gì đấy hả? À, thằng này nó dám cáu với tao kìa mày. Mày xem xử lý nó nào cái.
Thì mình cứ xử nó như đám thanh niên đang bên đấy anh. Mày lại nói rất hợp ý tao đấy. Đúng là hai cái thằng dở hơi. Chứ nha. Ê, mày định đi đâu? Đi tìm nhà nghỉ chứ đi đâu. À, cái thằng này mày manh động quá nhỉ. Mày đi tìm nhà nghỉ để gian díu với Thảo của tao đúng không? Đã vậy nhá, ông cho mày chết. Mày định làm gì tao? Bộ đấm vỡ mồm mày chứ làm gì? Anh ơi, thế nhẹ quá. Thằng này phải thiến. Được, mày rất xứng đáng làm đàn em của tao. Thế nhưng mà tao mới chỉ thiến lợn. Không biết thiến người nó có khó hơn không nhỉ? Mày cứ thiến đại đi, người với lợn giống nhau mà anh. Thiến. Không được, chúng mày bị điên à. Mày lại đây bố mày bảo. À, thế là mày muốn bọn tao cưỡng chế thiến mày đúng không? Sao tao nhìn thằng này nó cứ hèn hèn ấy nhỉ? Không thấy có tí phong thái của thằng giám đốc nào. Anh có suy nghĩ giống suy nghĩ em. Bọn mày đừng có vớ vẩn. Tao là giám đốc thật đấy. Thế bố giám đốc lại tao bảo cái. Mày bảo gì? Nói đi để tao còn đi tìm nhà nghỉ nữa. À thằng này, mày muốn bố mày dùng vũ lực đúng không? Thì các anh muốn gì ạ? Bố mày lại tưởng mày thế nào? Dạ, thế nào là thế nào ạ? Thế mày với Thảo yêu nhau lâu chưa? Sao tao nhìn thấy cái thằng này ngứa con mắt bên trái giật mắt bên phải thế nhỉ? Đại ca để em. Đây, thằng kia. Mày với chị dâu tương lai của tao đã đến cái giai đoạn xe chỉ luồn kim chưa? Ý anh là gì? Em không hiểu ạ. Ấy. Anh ơi, em nghĩ là cái thằng này nó chưa chấm mút được gì đâu. Chỉ vẫn chưa luồn được kim. Rành rằng là như thế. Thế nhưng mà 4 năm nay tao đang biếu chứng đều, tự nhiên nó phá ngang. Tao không bỏ qua được. À, tao cho mày 2 lựa chọn. Anh ấy lựa chọn gì ạ? Chia tay Thảo cho tao. À, thằng này bướng nhỉ. Nếu thế thì tao cho mày lựa chọn khác. Này, cái làm gì thế? Đây là xe của chị Tuyết đấy. Cái làm gì đấy? Thấy gì không? Có. Xuống mò lên cho tao coi. Anh ơi, anh vừa bảo gì cơ ạ? Mày có 2 lựa chọn. 1 là xuống mò lên. 2 là bọn con đè mày ra thiến sống. Mày nhìn cái gì? Mấy làng xung quanh đây tao là trùm rồi. Mày định cầu cứu ai? Sao các anh rảnh háng thế ạ? Tự nhiên vứt xuống ao rồi lại bắt em xuống mò lên là sao? À, cái tội cạnh tranh Thảo với tao ấy. Bài học này như thế là còn nhẹ đấy. Mày có làm không? Ồ, hay tao thiến mày nhá. Không, thôi, hai anh để em mò. Khoan đã. Anh đổi ý rồi à? Không, nhưng mà mò thì nó nhẹ quá. Mày vừa mò vừa hát cho tao. Hát cái bài Cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao. Hiểu chưa? Sao? Làm được không? Anh ơi, từ lúc em về cái làng này, cuộc đời em nó tăm tối hẳn. Anh bảo em hát bài đấy, em hát thế nào được? À, bây giờ là mày muốn bị thiến như gì? Chuẩn bị đạo cụ, thiến sống luôn đi. Thôi, hai anh bình tĩnh, để em đi, để em hát. Em hát cho khổ. Tần lửa ươn á. Ôi ơi, cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao. Cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao. Sao tao nhìn cái thằng giám đốc này nó hèn thế nhỉ? Khổ quá mà. Anh ơi, em vớt được xe lên rồi ạ. Rồi, thế bây giờ mày có từ bỏ Thảo không? Anh ơi, anh vừa bảo là em làm xong thì anh tha cho em còn gì nữa. Đấy là bài học cho mày khi mày đối đầu với tao thôi. Còn bây giờ mới vào vấn đề chính như này. Ôi, anh ơi, ai lại chơi như thế á? Mực trên người tao cho phép tao chơi thế đấy. Mày muốn gì?
Hai cái thằng này, chúng mày làm gì em để tao đây? Chị Tuyết, chị cứu em với. Này, mày đường đường là giám đốc của một công ty lớn mà mày hèn thế à? Đúng rồi đấy, những cái thằng này nó hèn thế thì không xứng đáng là em để chị đâu. Chị từ chối thẳng mặt nó đi. Việc mày à? Thằng này là trùm xã hội đấy, chị ăn nói cho cẩn thận. Mày có thích không? Tao lại vụt cho một cái đầu rụt vào cổ đít bổ lắm đôi bây giờ. Em không. Cút! Sao chị cạn đầu giáo máng thế? À, mày vẫn không đi à? Mày thích ăn đòn đúng không? Anh ơi, nhà bà đấy nhiều thanh niên lắm. Tốt nhất lé. Giám đốc Đái ra quần chưa? Chị... Thành anh, mày làm nghề gì? Dạ, em làm giám đốc. Được, nếu mày là giám đốc thì đám cưới tao sẽ làm tầm 1 tỷ, mày lo được không? Sao? Giám đốc không có nổi 1 tỷ à? Chị ơi, 100 triệu em còn chẳng có, nhưng lấy đâu ra 1 tỷ à? Bố cái thằng, đã nghèo là còn mày đặt. Mày tưởng mày qua mắt được tao à? Chị nói vậy là sao ạ? Rồi ơ, tao ăn muối á, còn nhiều hơn chúng mày ăn cơm đấy. Mày có biết ngày xưa tao làm nghề gì để nuôi cái Thảo ăn học hay không? Xe ôm đấy. Nhìn cái nước da bẩn màu khói bụi của mày á, là tao nhận ra rồi. Lại còn bày đặt giám đốc này, giám đốc nọ. Thế hóa ra chị biết hết rồi ạ. Mày đoán xem. Chị ơi, nếu chị đã biết rồi, em xin chị đừng chia rẽ bọn em. Em với Thảo yêu nhau thật lòng ạ. Tấm lòng của người làm cha, làm mẹ, làm chị như tao, chúng mày làm sao mà hiểu được. Nếu tao cổ hủ, bảo thủ như vậy thì việc gì tao phải nuôi nó ăn học đàng hoàng tử tế. Giờ nó học hành xong xuôi, tuy là tao muốn nó thế nọ, thế kia, nhưng tao cũng không thể làm khó nó được. Nhất là chuyện liên quan đến hạnh phúc cả đời của nó. Thế không về đứng đấy làm gì? À vâng, thế em đi ngay. Xe của tao. À vâng, em quên. Thế là sắp được lấy vợ rồi. Đó, chờ em với. Ui dồi ôi.